Xin chào bà con, các bạn giới thiệu bà con đây là ống dung dịch dâm chiết cành ạ. Một hộp này thì nó có 10 ống bà con nhé. Một hộp có 10 ống và chuyên dùng cho hoa hồng, hoa cẩm chướng, trà thược dược, loa kèn, các loại cây ăn quả, cây rau màu, cây công nghiệp. Thì cái này ấy thì nó dùng thì mình nó có tác dụng là kích thích da rễ, tăng cái tỷ lệ sống. Về cách sử dụng với những cành dâm với những cái cây thân mộc thì nhúng vào cái dung dịch này khoảng 3 đến 5 giây. Nhúng vào cái dung dịch này khoảng 3 đến 5 giây sau đó cho vào cái chậu cát và hòa theo cái tỷ lệ là hòa loãng 100 lần, tức là 1 ml cái ống này pha với 100 ml nước và các bác phun. Cứ khoảng 3 ngày các bác phun một lần. Cái này rất hiệu quả với đặc biệt là với hoa hồng các bạn. Rồi các cái loại cây bonsai, cây cảnh và những cái loại nào mà nhân giống bằng cách chiết cành ấy. Thì bác phun cái dung dịch này thì nó rất là nhanh ra rễ. Giá một hộp này là 70.000 ạ, một hộp 70.000. Số điện thoại đặt hàng 086 515 3185. Một hộp 10 ống này là 70.000 ạ. Bà con đặt hàng gọi số điện thoại 086 515 3185.